Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Úc xin mời quý vị khán giả cùng xem, đây là một cái chùa Chơn Minh Cung. Cả nhà Úc sẽ quay cho quý vị khán giả xem chùa này gồm có những gì thú vị nha cả nhà. Đây là ông Di Lặc cả nhà. Chùa này rất đẹp, cảnh rất đẹp. Đây là em Nghĩa ha. Cây bông trồng rất nhiều bông luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Chùa này rất là, tuy rằng hẹp thiệt nhưng mà có nhiều ông Phật, đặc biệt là đốt đèn dầu, không có xài đèn điện cả nhà, đèn dầu suốt luôn. Để cúng có trà nước cúng. Đây là một con ngựa ngay cả nhà, đây thấy con ngựa không, quá trời ngựa rất đẹp. Sư Tiên Bồ Tát, đặc biệt là có một cái chú ngồi con trâu, ngồi con trâu thổi kèn quá đã. Con trâu ở nhà thấy con trâu không? Bên kia có một con trâu đứng. Ông thần tài tới đây. Con trâu cả nhà, con trâu đây, nhà nhìn thấy con trâu. Mấy chị con trâu bị. Hai con trâu nè, coi sừng con trâu nè. Quá đẹp luôn cả nhà. Ngôi chùa rất là đẹp luôn chùa. Quá trời đẹp luôn ha. Quá trời con sư tử rồi. Ở khu bên trong nữa nè cả nhà, rồi cả nhà cùng xem nè, bên trong rất là ông Phật, Phật bà. Phật bà cả nhà, có con rùa nè, rùa nữa nè. Đẹp quá trời luôn ha. Phật bà cao quá. Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát thì cả nhà, ba bốn mẫu mẹ luôn.
ở bên kia hình như có cái gì mà Phước Lộc Thọ có một chứ trời đẹp luôn nha. Trời ơi, con rồng quá trời, đuôi con rồng dài cả nhà thấy không, quá trời cái chùa này đẹp, chùa Trơn Minh Cung cả nhà, quá xá đẹp. Là lúc cá chép quá rồng. Cá chép quá rồng. Này là mẹ Phục Sinh. Còn mẹ Phục Sinh là mình lúc mẹ là năm hai. Mẹ Phục Sinh, còn này là mẹ Độ, mẹ Độ Duy Trì. Còn ở ngoài kia là khác. Đó, cái tượng bên kia đó, cái tượng bên đó đó là bên cái gì? Mẹ gì quan tâm gì quan? Quan Âm Bồ Tát à? Cũng ba mẹ chứ. Quá trời đẹp luôn nha cả nhà. Còn đường đi không? Ồ, ở đây nữa nè. Quá trời một mẹ ở đây nữa nè cả nhà, quá trời đẹp luôn nha. Ồ, con này là hậu đồng, hậu đồng tiên tử, đây là các hậu đồng tiên tử của mẹ. Cả nhà nhìn coi mẹ kìa, quá trời cao luôn nha. Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Đây là dôi, dôi này là lúc mà sải đi nè, bên cái tiên tử. Ôi giời, bự quá nè cả nhà. Ồ, quá xá đẹp luôn. Đức Phật Bồ Đề Ngũ Công Dương Pháp đang xây dựng thêm nữa nè cả nhà. Ồ, ở trong này quá trời đẹp nha. Quá trời đẹp. Ở trong khu này xây dựng cái cũng không còn chỗ trống luôn. Đây là mẹ Trúc nè, là tàu nè, rất là hạnh phúc nè. Đây là Bình An nè, đây là Đạo Chúng Sinh nè, Đề Y Xã, Đạo Chúng Sinh luôn à. Phật Mẹ Đề Y Độ có để chữ đó, Phật Mẹ Đề Y Tâm. Đây là thân xác dẫn đường, đây là hướng dẫn theo đạo, bọn này là tu tâm nè, tu tâm nè, hướng dẫn vô đất được nè. Thị xã này là vừa cầu phúc vừa cầu bình an. Nhưng mà mình dò mẹ nào cũng giống nhau ha. Đúng rồi. Chùa này rất đẹp luôn cả nhà ơi, quá nhiều Phật đẹp, quá đẹp luôn. Nhận thợ xây khéo quá, khéo luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Xây tới kiếm con đường đi không thấy luôn, quá trời đẹp. Quá trời đẹp luôn cả nhà. Phật, đây là Đức Phật Tổ Di Đà Tam Đức Chí.
đẹp quá cả nhà ơi, công nhận ở chùa này quá nhiều ông Phật luôn. Quá trời cái bàn chân ảnh đẹp quá. Chủ yếu là đốt đèn dầu không nghe cả nhà. Đó, đèn dầu. Chùa này là ban ngày ban đêm gì đèn dầu vậy không, chứ không có đốt đèn điện nha cả nhà. Chỗ nào cũng có đèn dầu để trà tươi. Ông dòi còn ông dòi trắng, còn ông dòi ra đường này luôn không, đường này được được, đường này được này, phải đi đường này nè. Quá trời xây. Ở trong này không đi lại nó mẹ nằm cơ, thật nằm cả nhà. Quý vị khán giả thấy không, cái chùa này rất là đẹp luôn cả nhà ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Công nhận thợ xây khéo thiệt ha, quá trời khéo. Cả nhà nhìn xem ơi, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn nha. Rồi Út cũng xin tạm ngưng video nha. Quý vị khán giả nào thích video này nhớ cho Út xin một like nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều, thật nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an, mọi điều thành công tốt đẹp nha.